quy tắc đạo đức hành nghề luật sư, các điều luật dễ ra trong kỳ thi sắp tới, nhằm củng cố kiến thức để các vị luật sư tương lai vượt qua kỳ thi môn đạo đức nghề nghiệp hành nghề luật sư. Sau đây là các điều luật trong luật luật sư, nghị định 123, nghị định 137, thông tư số 10 và quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư được suy đoán có nhiều khả năng sẽ liên quan đến bài thi, các bạn nghiên cứu kỹ nhé. Nói thế, không có nghĩa bỏ qua các điều luật còn lại, nếu có thời gian, các bạn cũng phải nghiên cứu thêm. Mời các bạn vừa nghe, vừa xem hàng ngày trước kỳ thi để thẩm thấu. Luật luật sư, số 20/2012/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi bổ sung năm 2006, điều 5. Nguyên tắc hành nghề luật sư. 1. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật. 2. Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. 3. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan. 4. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng. 5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư. Điều 6. Nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư. Điều 6 được sửa đổi bổ sung như sau. 1. Quản lý luật sư và hành nghề luật sư được thực hiện theo nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư. 2. Tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư thực hiện quản lý luật sư và hành nghề luật sư của tổ chức mình theo quy định của luật này. Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Nhà nước thống nhất quản lý về luật sư và hành nghề luật sư theo quy định của luật này. Điều 7. Tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư. Tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư được thành lập để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư, giám sát việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, thực hiện quản lý hành nghề luật sư theo quy định của luật này. Tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư là đoàn luật sư ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức luật sư toàn quốc. Điều chính Các hành vi bị nghiêm cấm Điều chính được sửa đổi bổ sung như sau 1. Nghiêm cấm luật sư thực hiện các hành vi sau đây A. Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật, sau đây gọi chung là vụ, việc B. Cố ý cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu vật chứng giả sai sự thật xúi dục người bị tạm giữ bị can bị cáo đương sự khai sai sự thật hoặc xúi dục khách hàng khiếu nại tố cáo khiếu kiện trái pháp luật c tiết lộ thông tin về vụ việc về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác d sách nhiễu lừa dối khách hàng d nhận đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. E, móc nối, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức khác để làm trái quy định của pháp luật trong việc giải quyết vụ, việc G, lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền lợi ích khác khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, từ chối vụ việc đã đảm nhận theo yêu cầu của tổ chức trợ giúp pháp lý, của các cơ quan tiến hành tố tụng, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật. y, có lời lẽ, hành vi xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình tham gia tố tụng. k, tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi trái pháp luật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở Hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác. 2. Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư. Điều 10. Tiêu chuẩn luật sư: Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư. Điều 14. Tập sự hành nghề luật sư Điều 14 được sửa đổi bổ sung như sau. 1. Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư và người quy định tại khoảng 2 điều 16 của luật này được tập sự hành nghề tại tổ chức hành nghề luật sư. Thời gian tập sự hành nghề luật sư là 12 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoảng 2 và khoảng 3 điều 16 của luật này. Thời gian tập sự hành nghề luật sư được tính từ ngày đăng ký tập sự tại đoàn luật sư. Tổ chức hành nghề luật sư phân công luật sư hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư. Luật sư hướng dẫn tập sự phải là người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật. Theo quy định tại khoản 1 điều 85 của luật này, tại cùng một thời điểm, một luật sư không được hướng dẫn quá 3 người tập sự. 2. Người tập sự hành nghề luật sư đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư mà mình tập sự và được Đoàn luật sư cấp giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư. Đoàn luật sư có trách nhiệm giám sát việc tập sự hành nghề luật sư. 3. Người tập sự hành nghề luật sư được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp nhưng không được đại diện, bao chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa, không được ký văn bản tư vấn pháp luật. Người tập sự hành nghề luật sư được đi cùng với luật sư hướng dẫn, gặp gỡ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự, nguyên đơn, bị đơn và các đương sự khác trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, khi được người đó đồng ý, giúp luật sư hướng dẫn nghiên cứu hồ sơ vụ, việc thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến vụ, việc và các hoạt động nghề nghiệp khác, được tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, theo sự phân công của luật sư hướng dẫn khi được khách hàng đồng ý. Luật sư hướng dẫn phải giám sát và chịu trách nhiệm về các hoạt động của người tập sự hành nghề luật sư, quy định tại khoản này. 4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể việc tập sự hành nghề luật sư. Điều 15. Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Điều 15 được sửa đổi bổ sung như sau. 1. Người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự theo quy định tại khoản 1 điều 14 của luật này. Ban chủ nhiệm đoàn luật sư xem xét, lập danh sách những người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, gửi Liên đoàn luật sư Việt Nam. Người được miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 1 điều 16 của luật này thì không phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. 2. Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư tiến hành, thành phần hội đồng gồm chủ tịch, hoặc một phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm chủ tịch, đại diện ban chủ nhiệm một số đoàn luật sư và một số luật sư là thành viên. Danh sách thành viên hội đồng do chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam quyết định. Người đặt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được hội đồng kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. 3. Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Điều 18. Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Điều 18 được sửa đổi bổ sung như sau. một Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. A. Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của luật này. B. Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân. Sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân. C. Không còn thường trú tại Việt Nam. D. Không gia nhập một đoàn luật sư nào trong thời hạn 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. D. Không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân trong thời hạn 3 năm kể từ ngày gia nhập đoàn luật sư. E. Thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng. G bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư. H. Bị xử phạt hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc. Y. Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật. K. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư và quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Trong trường hợp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì thông báo cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam để thu hồi thẻ luật sư. Điều 21. Quyền, nghĩa vụ của luật sư. Điều 21 được sửa đổi bổ sung như sau. 1. Luật sư có các quyền sau đây. A. Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định của luật này và quy định của pháp luật có liên quan. B. Đại diện cho khách hàng theo quy định của pháp luật. C. Hành nghề luật sư Lựa chọn hình thức hành nghề luật sư và hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của luật này. D, hành nghề luật sư trên toàn lãnh thổ Việt Nam. D, hành nghề luật sư ở nước ngoài. E, các quyền khác theo quy định của luật này. 2. Luật sư có các nghĩa vụ sau đây. A, tuân theo các nguyên tắc hành nghề luật sư quy định tại điều 5 của luật này. B, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và các quy định có liên quan trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng, có thái độ hợp tác, tôn trọng người tiến hành tố tụng mà luật sư tiếp xúc khi hành nghề. C. tham gia tố tụng đầy đủ, kịp thời trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu. D. thực hiện trợ giúp pháp lý. D. tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ. E. các nghĩa vụ khác theo quy định của luật này. Điều 25. Bí mật thông tin. 1. Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ việc về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. 2. Luật sư không được sử dụng thông tin về vụ việc về khách hàng mà mình biết được, trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm bảo đảm các nhân viên trong tổ chức hành nghề, không tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng của mình. Nghị định 137-2018-NDCB, ngày 8 tháng 10 năm 2018, sửa đổi bổ sung Nghị định 123-2013-NDCB. Điều 2. Cơ sở đào tạo nghề luật sư. 1. Cơ sở đào tạo nghề luật sư quy định tại khoản 3 điều 12 của luật luật sư bao gồm: Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp và cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam. 2. Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a. Có đội ngũ giảng viên là các luật sư có ít nhất 0.5 năm kinh nghiệm hành nghề, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật có uy tín và khả năng sư phạm. b. Có tổ chức bộ máy phù hợp với quy mô, mô hình và chương trình đào tạo. C, có chương trình đào tạo, giáo trình phù hợp với chương trình khung về đào tạo nghề luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. D, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, làm việc và học tập cho giảng viên và học viên. 3. Hồ sơ thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam bao gồm. A, văn bản đề nghị thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư. B, đề án thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư nội dung cơ bản của đề án bao gồm sự cần thiết thành lập địa vị pháp lý chức năng nhiệm vụ mục tiêu đào tạo quy mô và mô hình đào tạo tổ chức bộ máy đội ngũ giảng viên kèm theo danh sách giảng viên dự kiến và trích yếu về kinh nghiệm kỹ năng của giảng viên cơ sở vật chất phù hợp với quy mô và mô hình đào tạo kế hoạch và tiến độ thực hiện đề án hiệu quả kinh tế xã hội của cơ sở đào tạo nghề luật sư c dự thảo điều lệ cơ sở đào tạo nghề luật sư 4. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Bổ sung điều 2a, 2b sau điều 2 như sau. Điều 2a. Người không đủ tiêu chuẩn về tuân thủ hiến pháp và pháp luật, người không đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại điều 10 của luật luật sư, 1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không đủ tiêu chuẩn tuân thủ hiến pháp và pháp luật không đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại điều 10 của luật luật sư, a, đã bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức mà quyết định kỷ luật chưa chấm dứt hiệu lực hoặc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn 3 năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực, đã bị xử lý hành chính về một trong các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, cản trở, chống lại việc thanh tra kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ nhưng chưa hết thời hạn một năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hành chính b đã bị xử lý hành chính hoặc xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự hoặc có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về một trong các hành vi liên quan đến chiếm đoạt tài sản trục lợi gian lận gian dối xâm phạm an ninh quốc gia ứng xử phát ngôn làm ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín nghề luật sư hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân tham gia lôi kéo kích động mua chuộc cưỡng ép người khác tập trung đông người để gây rối trực tự công cộng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định tại điểm b d e g i hoặc k khoảng một điều chính của luật luật sư vi phạm pháp luật khác do cố ý đã bị xử lý kỷ luật từ hai lần trở lên hai người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoảng một điều này mà quyết định kỷ luật đã chấm dứt hiệu lực hoặc đã hết thời hạn 3 năm kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, hoặc đã hết thời hạn 1 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử lý hành chính, hoặc người bị kết án về tội phạm do vô ý, hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý mà đã được xóa án tích và không thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoảng một điều này, nếu có văn bản giải trình cam kết về quá trình phấn đấu về việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc cuối cùng của người đó trước thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc của công an xã, phường, thị trấn, nơi người đó cư trú thì được coi là đã sửa chữa, rèn luyện và đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 của luật luật sư. 3. Sở tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thông tin về quá trình phấn đấu, rèn luyện, về việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, quy định tại khoảng 2 điều này. Trong trường hợp hồ sơ chưa thể hiện rõ quá trình phấn đấu, rèn luyện, về việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, thì cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tiến hành xác minh thực tế thông tin tại cơ quan, tổ chức đã ra quyết định xử lý kỷ luật các cơ quan, tổ chức mà người đó công tác sau khi bị kỷ luật, đoàn luật sư, cơ quan, tổ chức khác có liên quan hoặc làm việc trực tiếp với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư để làm rõ. 4. Liên đoàn luật sư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, đoàn luật sư giám sát việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư người tập sự hành nghề luật sư yêu cầu đoàn luật sư hoặc trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật bộ tư pháp chủ trì phối hợp với bộ ngành liên quan tăng cường thẩm tra tiêu chuẩn tuân thủ hiến pháp và pháp luật có phẩm chất đạo đức tốt của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư kịp thời phát hiện xử lý hoặc đề nghị cơ quan tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật điều 2b. Miễn đào tạo nghề luật sư và miễn giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư. 1. Người thuộc trường hợp quy định tại điều 13 và điều 16 của luật luật sư được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư. 2. Người đã bị xử lý hình sự hoặc xử lý kỷ luật đến mức bị cách chức chức danh thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, kiểm tra viên, thẩm tra viên, tước danh hiệu công an nhân dân, tước quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân, tước học hàm học vị giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sĩ luật, hoặc đã bị thu hồi quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính, trong lĩnh vực pháp luật thì không được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn, giảm, thời gian tập sự hành nghề luật sư, theo quy định tại Điều 13 và Điều 16 của luật luật sư. Điều 3. Trợ giúp pháp lý của luật sư. 1. Luật sư có nghĩa vụ trợ giúp pháp lý theo quy định tại điểm D khoảng 2 điều 21, khoảng 10 điều 65 và điểm D khoảng 2 điều 67 của luật luật sư. Luật sư không được từ chối thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp có lý do chính đáng. 2. Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn về thời gian, cách thức, hình thức thực hiện trợ giúp pháp lý, hình thức xử lý kỷ luật đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ trợ giúp pháp lý, định kỳ hàng năm đánh giá về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư, báo cáo Bộ Tư pháp. Điều 4. Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư Luật sư có nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, theo quy định tại điểm D khoảng 2 điều 21 của luật luật sư. Bộ Tư pháp quy định đối tượng, thời gian, hình thức, nội dung, bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ, hình thức xử lý đối với luật sư vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ. Điều 14. Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh. 1. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật hợp danh. Công ty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn. 2. Hồ sơ chuyển đổi công ty luật được gửi đến Sở Tư pháp nơi công ty luật chuyển đổi đăng ký hoạt động. Hồ sơ gồm có: a. À, giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích Lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật được chuyển đổi. B. Dự thảo điều lệ của công ty luật chuyển đổi. C. Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được chuyển đổi. D. Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu, bản sao thẻ luật sư của các luật sư thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật chuyển đổi. D. Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở. 3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 4. Thủ tục công bố nội dung đăng ký hoạt động của công ty luật chuyển đổi được thực hiện theo quy định tại điều 38 của luật luật sư. Điều 17. Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, điều 17 được sửa đổi bổ sung như sau. 1 giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 điều 47 của luật luật sư. B. Bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức, tức quyền sử dụng giấy đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. C. Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động. D. Không hoạt động liên tục tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 6 tháng, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật. D không hoạt động trở lại, hoặc không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động quá 6 tháng, kể từ ngày hết thời hạn tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật. 2. Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi, khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản một điều này. B. Tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh. C. Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm B. C, D hoặc D, khoảng một điều này. 3. Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Tự chấm dứt hành nghề. B. Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 1 điều 18 của luật luật sư. 4. Sở tư pháp ra quyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động, theo dõi, giám sát tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trong việc thực hiện các thủ tục quy định tại các khoản 2, 3 và 4 điều 47 của luật luật sư sở tư pháp có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động cho đoàn luật sư cơ quan thuế nơi đăng ký hoạt động cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh cấp huyện và công bố trên trang thông tin điện tử của sở tư pháp đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi con dấu của tổ chức hành nghề luật sư chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động do bị xử phạt vi phạm hành chính thì sở tư pháp có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động cho cơ quan ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó. Sở tư pháp có trách nhiệm thu hồi giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân khi luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. Sở tư pháp có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân cho đoàn luật sư, nơi luật sư đó là thành viên, cơ quan, tổ chức nơi luật sư ký hợp đồng lao động và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở tư pháp. Điều 18 Bức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự. 1. Bức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật, thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, dựa trên các căn cứ quy định tại khoản 1 điều 55 của luật luật sư, và được tính theo giờ, hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho một giờ làm việc của luật sư, không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do chính phủ quy định. Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thỏa thuận. 2 khuyến khích văn phòng luật sư, công ty luật, miễn, giảm thù lao luật sư cho những người nghèo, đối tượng chính sách. Điều 19. Thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Một, Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư, thì mức thù lao được trả cho một ngày làm việc của luật sư là 0,4 lần mức lương cơ sở do chính phủ quy định. 2. Thời gian làm việc của luật sư được tính bao gồm A. Thời gian gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. B. Thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa. C. Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu. D. Thời gian tham gia phiên tòa. D. Thời gian hợp lý khác để thực hiện việc tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Thời gian làm việc của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trực tiếp giải quyết vụ án xác nhận. 3. Ngoài khoản tiền thù lao, trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên tòa và các cơ quan tiến hành tố tụng, luật sư được thanh toán chi phí tàu xe, lưu trú, theo quy định hiện hành về chế độ có tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước. 4. Cơ quan tiến hành tố tụng đã yêu cầu luật sư tham gia tố tụng, có trách nhiệm thanh toán theo đúng quy định về thù lao và các khoản chi phí nêu tại khoản 1 và khoản 3 điều này. Nguồn kinh phí chi trả được dự toán trong ngân sách hàng năm của cơ quan tiến hành tố tụng. 5. Ngoài khoản thù lao và chi phí do cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán, luật sư không được đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền lợi ích nào khác từ bị can, bị cáo hoặc thân nhân của họ. Điều 31. Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư Việt Nam làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam. 1. Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 70 của luật luật sư. Trong đó, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam không được a. Chứng thực bản sao, bản dịch giấy tờ do cơ quan nhà nước, tổ chức của Việt Nam cấp b thực hiện các thủ tục về nuôi con nuôi, kết hôn, hộ tịch, quốc tịch Việt Nam, C, thực hiện dịch vụ công chứng, thừa phát lại và các dịch vụ pháp lý khác mà theo quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ có tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề công chứng Việt Nam, tổ chức hành nghề thừa phát lại Việt Nam mới được thực hiện. 2. Luật sư Việt Nam làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện các dịch vụ quy định tại khoản một điều này. Điều 37 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. 1. Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài gồm có: A. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. B. Bản sao giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. C. Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. 2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do Điều 40. Thu hồi giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Khoảng một điều 40 được sửa đổi bổ sung như sau 1. Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây A. Tự chấm dứt hoạt động tại Việt Nam B. Bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, C, không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 1 năm kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, D, không hoạt động liên tục tại trụ sở đã đăng ký trong thời hạn 6 tháng, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật, D, không đăng ký hoạt động sau 60 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, E, không hoạt động trở lại hoặc không có báo cáo về việc tiếp tục tạm ngừng hoạt động quá 6 tháng kể từ ngày hết thời hạn tạm ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật, G tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, không còn hoạt động ở nước ngoài. H. Trưởng chi nhánh, giám đốc công ty luật nước ngoài, không còn đủ điều kiện hành nghề theo quy định tại Điều 74 của luật luật sư, không được gia hạn giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam, hoặc hết thời hạn hành nghề ghi trong giấy phép nhưng không làm thủ tục gia hạn. Y. Không còn đủ điều kiện theo quy định tại Điều 68 của luật luật sư. 2. Bộ Tư pháp quyết định thu hồi giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 3. Sở tư pháp quyết định thu hồi giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài và theo dõi, giám sát chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong việc thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 39 của nghị định này. Thông tư số 10-2021-TTBTB ngày 10 tháng 12 năm 2021, điều 4. Nhận tập sự hành nghề luật sư 1. Người muốn tập sự hành nghề luật sư lựa chọn và thỏa thuận với một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, cử luật sư hướng dẫn và gửi giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư cho người tập sự và đoàn luật sư ở địa phương nơi đặt trụ sở. 2. Trong trường hợp người muốn tập sự hành nghề luật sư không thỏa thuận được với tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận tập sự, thì có thể đề nghị ban chủ nhiệm đoàn luật sư giới thiệu tổ chức hành nghề luật sư để tập sự. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị, ban chủ nhiệm đoàn luật sư có trách nhiệm Phân công một luật sư thành viên của đoàn là người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư, nhận người đó vào tập sự. Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư được phân công mà từ chối nhận tập sự, khi không có lý do chính đáng thì bị xem xét xử lý. Theo quy định tại khoản 3 điều 33 của thông tư này. 3. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự bao gồm: a. Văn phòng luật sư, công ty luật, chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật. b. Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. Điều 7. Nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự. 1. Người tập sự lập sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư theo mẫu quy định tại thông tư này để ghi chép các công việc thuộc nội dung tập sự mà mình thực hiện trong thời gian tập sự. Sổ nhật ký tập sự có xác nhận của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự khi kết thúc quá trình tập sự. 2. Khi hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư Người tập sự có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về quá trình tập sự theo mẫu, quy định tại thông tư này cho đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự. Báo cáo quá trình tập sự phải có nhận xét, chữ ký của luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và đánh giá của đoàn luật sư về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật của người tập sự. Điều 8. Luật sư hướng dẫn tập sự. 1. Luật sư Việt Nam đang hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hành nghề, có uy tín không trong thời gian bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật hoặc đang bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của điều lệ liên đoàn luật sư Việt Nam thì được hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Luật sư hướng dẫn bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì sau thời hạn một năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt mới được hướng dẫn tập sự. Trong cùng một thời điểm, một luật sư không được hướng dẫn quá ba người tập sự. 2 luật sư phải từ chối hướng dẫn tập sự khi không đủ điều kiện theo quy định tại khoản một điều này hoặc phát hiện người tập sự không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản một điều ba của thông tư này trong quá trình tập sự luật sư hướng dẫn từ chối tiếp tục hướng dẫn tập sự khi người tập sự không còn đủ điều kiện theo quy định tại khoản một điều ba của thông tư này hoặc bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại điểm c và điểm d khoảng một điều ba mươi ba của thông tư này khi từ chối hướng dẫn người tập sự luật sư hướng dẫn có trách nhiệm thông báo cho tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, phân công luật sư khác trong tổ chức mình hướng dẫn người tập sự, trong trường hợp luật sư hướng dẫn không còn đủ điều kiện theo quy định tại khoản một điều này. 3. Luật sư hướng dẫn bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. không còn đủ các điều kiện hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản một điều này. B. Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của luật sư hướng dẫn theo quy định của thông tư này. C bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, d, bị chết hoặc vì lý do sức khỏe, hoặc lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Khi thay đổi luật sư hướng dẫn thì tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự phân công luật sư khác trong tổ chức mình tiếp tục hướng dẫn người tập sự và gửi văn bản thông báo cho đoàn luật sư. 4. Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự tạm ngừng, hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của luật luật sư, hoặc không còn luật sư khác đủ điều kiện hướng dẫn khi người tập sự có thể đề nghị ban chủ nhiệm đoàn luật sư giới thiệu tổ chức hành nghề luật sư khác để tập sự, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của người tập sự, ban chủ nhiệm đoàn luật sư có trách nhiệm phân công một luật sư thành viên khác của đoàn luật sư là người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư tiếp nhận người đó vào tập sự. Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư được phân công mà từ chối tiếp nhận tập sự khi không có lý do chính đáng thì bị xem xét xử lý. Theo quy định tại khoản 3 điều 33 của thông tư này, trong trường hợp người tập sự tự thỏa thuận với một tổ chức hành nghề luật sư khác để tiếp tục tập sự, thì việc nhận tập sự thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 4 của thông tư này. Điều 10. Thời gian tập sự hành nghề luật sư và gia hạn tập sự hành nghề luật sư. 1. Thời gian tập sự hành nghề luật sư là 12 tháng, kể từ ngày ban chủ nhiệm đoàn luật sư đăng ký tập sự. Người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 điều 16 của luật luật sư, thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 4 tháng người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 3 điều 16 của luật luật sư, thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là 6 tháng. 2. Người tập sự được ban chủ nhiệm đoàn luật sư gia hạn tập sự hành nghề luật sư khi không đạt yêu cầu tập sự theo đánh giá của luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị gia hạn của người tập sự, ban chủ nhiệm đoàn luật sư ra quyết định gia hạn tập sự hành nghề luật sư. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, Kể từ ngày ra quyết định gia hạn tập sự hành nghề luật sư, ban chủ nhiệm đoàn luật sư gửi văn bản thông báo cho tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, người tập sự, liên đoàn luật sư Việt Nam và sở tư pháp nơi có trụ sở của đoàn luật sư. 3. Người tập sự được gia hạn tập sự hành nghề luật sư tối đa không quá 2 lần, mỗi lần 6 tháng. Trong trường hợp gia hạn tập sự lần thứ hai mà người tập sự không đạt yêu cầu, thì ban chủ nhiệm đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự ra quyết định rút tên người đó khỏi danh sách người tập sự của đoàn luật sư người bị rút tên khỏi danh sách người tập sự của đoàn luật sư, có quyền khiếu nại theo quy định của thông tư này. Người bị rút tên khỏi danh sách người tập sự của đoàn luật sư, phải đăng ký lại việc tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại điều 5 của thông tư này. Thời gian tập sự hành nghề luật sư của người tập sự được thực hiện theo quy định tại khoản một điều này. 4. Trong quá trình gia hạn tập sự hoặc tập sự lại, người tập sự lập sổ nhật ký tập sự hành nghề luật sư và báo cáo quá trình tập sự theo quy định của thông tư này. Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người tập sự một Người tập sự có các quyền sau đây A. Thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự B. Được hướng dẫn về các nội dung tập sự, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người tập sự C. Giúp luật sư hướng dẫn thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 điều 14 của luật luật sư D. Được tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và luật sư hướng dẫn tạo điều kiện trong quá trình tập sự D. Đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn và nơi tập sự trong các trường hợp quy định tại thông tư này e đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư g các quyền khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự quy định của thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan hai người tập sự có các nghĩa vụ sau đây a tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư b tuân theo điều lệ liên đoàn luật sư việt nam bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư việt nam nội quy đoàn luật sư nội quy của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự. C. Thực hiện các công việc theo sự phân công của luật sư hướng dẫn. D. Chịu trách nhiệm trước luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự về chất lượng công việc mà mình đảm nhận. D. Đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 20 giờ trong một tuần. E. Lập sổ nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự. G. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, quy định của thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan. Quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư năm 2019, quy tắc chính: những việc luật sư không được làm trong quan hệ với khách hàng. 9.1. Nhận, chiếm giữ, sử dụng tiền, tài sản của khách hàng trái với thỏa thuận giữa luật sư và khách hàng. 9.2. Gợi ý, đặt điều kiện để khách hàng tặng cho tài sản hoặc lợi ích khác cho luật sư hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của luật sư. 9.3 nhận tiền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác từ người thứ ba để thực hiện hoặc không thực hiện công việc gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng. 9.4. Tạo ra hoặc lợi dụng các tình huống xấu, những thông tin sai sự thật, không đầy đủ hoặc bất lợi cho khách hàng để gây áp lực nhằm tăng mức thù lao đã thỏa thuận hoặc có được lợi ích khác từ khách hàng. 9.5. Sử dụng thông tin biết được từ vụ việc mà luật sư đảm nhận để mưu cầu lợi ích không chính đáng. 9.6. Thông tin trực tiếp cho khách hàng hoặc dùng lời lẽ hành vi ám chỉ để khách hàng biết về mối quan hệ cá nhân của luật sư với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác nhằm mục đích gây niềm tin với khách hàng về hiệu quả công việc hoặc nhằm mục đích bất hợp pháp khác. 9.7. Cố ý đưa ra những thông tin làm cho khách hàng nhầm lẫn về khả năng và trình độ chuyên môn của mình để tạo niềm tin cho khách hàng ký kết hợp đồng. 9.8. Hứa hẹn, cam kết bảo đảm kết quả vụ việc về những nội dung nằm ngoài khả năng, điều kiện thực hiện của luật sư 9.9. Lợi dụng nghề nghiệp để quan hệ tình cảm nam nữ bất chính với khách hàng. 9.10. Làm dụng các chức danh khác ngoài danh sung luật sư trong hoạt động hành nghề để mưu cầu lợi ích trái pháp luật. Mục 2. Nhận vụ việc, quy tắc 10. Tiếp nhận vụ việc của khách hàng. 10.1. Khi được khách hàng yêu cầu tiếp nhận vụ việc, luật sư cần nhanh chóng trả lời cho khách hàng biết về việc có tiếp nhận vụ việc hay không. 10.2. Luật sư không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác sức khỏe, khuyết tật, tình trạng tài sản của khách hàng khi tiếp nhận vụ việc. Trường hợp biết khách hàng thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí thì luật sư thông báo cho họ biết. 10.3. Luật sư chỉ nhận vụ việc theo điều kiện khả năng chuyên môn của mình và thực hiện vụ việc trong phạm vi yêu cầu hợp pháp của khách hàng. 10.4. Luật sư có nghĩa vụ giải thích cho khách hàng biết về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trong quan hệ với luật sư, về tính hợp pháp trong yêu cầu của khách hàng, những khó khăn, thuận lợi có thể lường trước được trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý, quyền khiếu nại và thủ tục giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với luật sư. 10.5. Khi nhận vụ việc của khách hàng, luật sư phải ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, phải xác định rõ yêu cầu của khách hàng, bức thù lao và những nội dung chính khác mà hợp đồng dịch vụ pháp lý phải có theo quy định của pháp luật. Quy tắc 11. Những trường hợp luật sư phải từ chối khi tiếp nhận vụ việc của khách hàng. 11.1 khách hàng thông qua người khác yêu cầu luật sư, mà luật sư biết rõ người này có biểu hiện lợi dụng tư cách đại diện cho khách hàng để mưu cầu lợi ích không chính đáng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của khách hàng. 11.2. Khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý của luật sư, mà luật sư biết rõ khách hàng có ý định lợi dụng dịch vụ đó cho mục đích vi phạm điều cấm của pháp luật, hoặc khách hàng không tự nguyện, mà bị phụ thuộc theo yêu cầu của người khác. 11.3. Có căn cứ rõ ràng xác định khách hàng đã cung cấp chúng cứ giả hoặc yêu cầu của khách hàng trái đạo đức, vi phạm điều cấm của pháp luật. 11.4. Vụ việc của khách hàng có xung đột về lợi ích theo quy định tại quy tắc 15. 13. Thực hiện vụ việc, quy tắc 12. Thực hiện vụ việc của khách hàng, 12.1. Luật sư chủ động, tích cực giải quyết vụ việc của khách hàng và thông báo tiến trình giải quyết vụ việc để khách hàng biết. 12.2. Luật sư nhận và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài liệu, hồ sơ mà khách hàng giao cho mình theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận với khách hàng. 12.3 Khi thực hiện vụ việc, luật sư phải có thái độ ứng xử phù hợp, tránh làm phát sinh tranh chấp với khách hàng. Nếu có bất đồng giữa luật sư và khách hàng, hoặc có khiếu nại của khách hàng, luật sư cần có thái độ đúng mực, tôn trọng khách hàng, chủ động thương lượng, hòa giải với khách hàng. 12.4 Trong trường hợp đang cùng thực hiện một vụ việc, nếu có sự không thống nhất ý kiến giữa các luật sư có thể gây bất lợi cho khách hàng, thì luật sư phải thông báo để khách hàng thực hiện quyền lựa chọn. Quy tắc 13. Từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc của khách hàng. 13.1. Luật sư có thể từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc trong các trường hợp sau đây. 13.1.1. Khách hàng đưa ra yêu cầu mới mà yêu cầu này không thuộc phạm vi hành nghề luật sư hoặc trái đạo đức, trái pháp luật. 13.1.2. Khách hàng không chấp nhận ý kiến tư vấn giải quyết vụ việc đúng pháp luật, phù hợp với đạo đức do luật sư đưa ra, mặc dù luật sư đã cố gắng phân tích thuyết phục. 13.1.3. Khách hàng vi phạm cam kết theo hợp đồng dịch vụ pháp lý mà các bên không thể thỏa thuận được, hoặc quan hệ giữa luật sư với khách hàng bị tổn hại không phải do lỗi của luật sư, 13.1.4. Có sự đe dọa, hoặc áp lực về vật chất, hoặc tinh thần từ khách hàng, hoặc người khác, buộc luật sư phải làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, 13.1.5. Có căn cứ xác định khách hàng đã lừa dối luật sư, 13.2. Luật sư phải từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc trong các trường hợp sau đây, 13.2.1 có căn cứ xác định khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư để thực hiện hành vi vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức, 13.2.2. Phát hiện vụ việc thuộc trường hợp quy định tại quy tắc 11, 13.2.3. Các trường hợp phải từ chối do quy định của pháp luật hoặc trường hợp bất khả kháng. Quy tắc 15. xung đột về lợi ích, 15.1. xung đột về lợi ích là trường hợp do ảnh hưởng từ quyền lợi của luật sư, nghĩa vụ của luật sư đối với khách hàng hiện tại, khách hàng cũ Bên thứ ba dẫn đến tình huống luật sư bị hạn chế hoặc có khả năng bị hạn chế trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng. Luật sư không được nhận hoặc thực hiện vụ việc trong trường hợp có xung đột về lợi ích, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật hoặc theo quy tắc này. 15.2. Trong quá trình thực hiện vụ việc, luật sư cần chủ động tránh để xảy ra xung đột về lợi ích. Nếu phát hiện có xung đột về lợi ích xảy ra ngoài ý muốn của luật sư thì luật sư cần chủ động thông báo ngay với khách hàng để giải quyết 15.3. Luật sư phải từ chối tiếp nhận vụ việc hoặc từ chối tiếp tục thực hiện vụ việc trong các trường hợp sau đây. 15.3.1. Vụ việc trong đó các khách hàng có quyền lợi đối lập nhau. 15.3.2. Vụ việc trong đó khách hàng mới có quyền lợi đối lập với khách hàng hiện tại, vụ việc khác của khách hàng là người đang có quyền lợi đối lập với khách hàng hiện tại trong vụ việc luật sư đang thực hiện. 15.3.3. Vụ việc trong đó khách hàng mới có quyền lợi đối lập với khách hàng cũ trong cùng một vụ việc hoặc vụ việc khác có liên quan trực tiếp mà trước đó luật sư đã thực hiện cho khách hàng cũ. 15.3.4 Vụ việc của khách hàng có quyền lợi đối lập với quyền lợi của luật sư hoặc cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của luật sư. 15.3.5 Vụ việc mà luật sư đã tham gia giải quyết với tư cách người tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức khác, trong cơ quan nhà nước, trọng tài viên, hòa giải viên. 15.3.6 Vụ việc của khách hàng do cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em của luật sư đang cung cấp dịch vụ pháp lý có quyền lợi đối lập với khách hàng của luật sư, 15.3.7. Trường hợp luật sư không được nhận hoặc thực hiện vụ việc cho khách hàng quy định tại quy tắc 15.3 này, luật sư khác đang làm việc trong cùng tổ chức hành nghề luật sư cũng không được nhận hoặc thực hiện vụ việc, trừ trường hợp tại quy tắc 15.3.4 và quy tắc 15.3.6, 15.4 Luật sư vẫn có thể nhận hoặc thực hiện vụ việc trong các trường hợp tại quy tắc 15.3, nếu có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng, trừ các trường hợp sau đây, 15.4.1 các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật, 15.4.2 các vụ án, vụ việc tố tụng, vụ việc khiếu nại hành chính, vụ việc giải quyết tranh chấp theo thủ tục trọng tài, hòa giải thương mại, 15.4.3 trường hợp tại quy tắc 15.3.5, quy tắc 17. Tình đồng nghiệp của luật sư, 17.1. Trong giao tiếp hành nghề luật sư Luật sư phải tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt tuổi tác và thời gian hành nghề. 17.2. Luật sư không để kết quả thắng thua trong hành nghề làm ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp của luật sư. Quy tắc 18. Tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp. 18.1. Luật sư có ý thức tôn trọng, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp trong hành nghề cũng như trong cuộc sống, góp ý kịp thời khi thấy đồng nghiệp làm điều sai trái, ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp luật sư. 18.2. Trường hợp các luật sư có quan điểm khác nhau, khi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cùng một khách hàng trong cùng vụ việc, luật sư cần trao đổi để tránh xảy ra mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến tình đồng nghiệp và quyền lợi của khách hàng. Quy tắc 20. Ứng xử khi có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp. 20.1. Trường hợp có tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp, luật sư cần thương lượng, hòa giải để giữ tình đồng nghiệp, chỉ thực hiện việc khiếu nại, khởi kiện đồng nghiệp khi việc thương lượng, hòa giải không có kết quả. 20.2. Trước khi khiếu nại, khởi kiện đồng nghiệp Luật sư cần thông báo cho ban chủ nhiệm đoàn luật sư nơi mình là thành viên và ban chủ nhiệm đoàn luật sư nơi đồng nghiệp là thành viên biết để có thể hòa giải. Quy tắc 21. Những việc luật sư không được làm trong quan hệ với đồng nghiệp. 21.1 Có lời nói, hành vi vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của đồng nghiệp hoặc gây áp lực, đe dọa đồng nghiệp. 21.2 Thông đồng, đưa ra đề nghị với luật sư của khách hàng có quyền lợi đối lập với khách hàng của mình để cùng mưu cầu lợi ích cá nhân. 21.3. Tiếp xúc, trao đổi riêng với khách hàng đối lập về quyền lợi với khách hàng của mình để giải quyết vụ việc, khi biết khách hàng đó có luật sư mà không thông báo cho luật sư đồng nghiệp bảo vệ quyền lợi hoặc luật sư đại diện cho khách hàng đó biết. 21.4. Thuê, trả tiền môi giới khách hàng hoặc môi giới khách hàng cho đồng nghiệp để nhận tiền hoa hồng. 21.5. Thực hiện các hành vi nhằm mục đích giành giật khách hàng dư. 21.5.1. So sánh năng lực nghề nghiệp, phân biệt vùng, miền hoạt động hành nghề của luật sư, hoặc tổ chức hành nghề luật sư này với luật sư, tổ chức hành nghề luật sư khác. 21.5.2 Xúi dục khách hàng từ chối đồng nghiệp để nhận vụ việc về cho mình, hoặc xúi dục khách hàng khiếu nại, tố cáo luật sư đồng nghiệp. 21.5.3 Trực tiếp, hoặc sử dụng các nhân viên của mình, hoặc người khác làm người lôi kéo, dụ dỗ khách hàng, trước trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam, cơ quan nhà nước và các tổ chức khác. 21.6 áp đặt hoặc cố tình chi phối làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong hành nghề của đồng nghiệp có quan hệ phụ thuộc với luật sư như quan hệ thầy, trò, cấp trên, cấp dưới, huyết thống, thân thuộc. 21.7. Có hành vi tạo thành phe, nhóm giữa các luật sư để cô lập đồng nghiệp trong quá trình hành nghề. 21.8. Thực hiện việc liên kết, liên danh, thành lập nhóm luật sư hoạt động trái với quy định của pháp luật về luật sư, điều lệ liên đoàn luật sư Việt Nam và bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư đến đây tạm ổn chúc các luật sư tương lai vượt qua kỳ thi này